Rồi, hello, chào các bạn ạ. Để ngày anh mình lăng thang lên bán, có cái bài gì hay chia sẻ với các bạn ạ. Ngày hôm nay mình lên bán có cái bài mình đọc mình thấy có một số thông tin khá là hay để chia sẻ với các bạn ạ. Đó là ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch Landora Group. Ông ta cho rằng năm 2021 chính là cái đáy của chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường bất động sản. Thì báo này có cái tiêu đề là đầu tư bất động sản năm 2021 mua là thắng. Đây là một nhận định của chuyên gia thôi các bạn, cũng giống như tất cả các chuyên gia khác thôi, người ta có quyền đưa ra những cái quan điểm, còn chúng ta là những người đọc, chúng ta có sự nghiền ngẫm suy nghĩ, đúc kết ra những cái gì cho riêng mình, đó mới là điều quan trọng các bạn. Còn người ta nói là mang tính chất vĩ mô thôi, còn đi vào chi tiết thì đó là việc của chúng ta. Ví dụ người ta nói mua là thắng, ví dụ như vậy, nhưng mà vấn đề chúng ta là mua cái sản phẩm gì, mua ở đâu, mua của ông chủ đầu tư nào, là đó là những câu hỏi mà mình phải đi tìm và phải thực hiện những cái câu hỏi đó, còn các chuyên gia người ta không giúp mình cái đó đâu các bạn ạ. Họ là chỉ là người làm vĩ mô, người ta nói những cái điều chung nhất thôi, nhưng mà những cái chung là nó ảnh hưởng đến những cái chi tiết các bạn. Cơn khát sản phẩm đầu tư trên thị trường. Ông Nguyễn Mạnh Hà, chủ tịch Landora Group cho rằng thị trường bất động sản năm 2021 rất giống với năm 2014 về tính thời điểm cơ hội đầu tư. Ở năm 2014, sau khi trải qua 3 năm khủng hoảng nghiêm trọng, từ năm 2011 đến năm 2013, thị trường bất động sản đã bắt đầu một chu kỳ tăng trưởng mới. Cái này các bạn thấy đúng không? Cái gì nó cũng tham khảo lại quá khứ một tí các bạn. Những cái chu kỳ trước như các bạn biết thì sau khi mà nhà nước điều chỉnh cái lãi suất ngân hàng thì tất cả thị trường bất động sản đào rất là dữ dội. Thời điểm đó là rất nhiều người coi như là bỏ nghề, phá sản. Sau gần 3 năm bị chìm đắm trong khủng hoảng thì năm 2014 mọi thứ bắt đầu ấm dần trở lại. Thì đợt vừa rồi cái chu kỳ của mình á đạt đỉnh là năm 2018 các bạn ạ. 18, 19, 20, 21, như vậy là năm 2021 là chúng ta đang bước qua năm thứ ba đấy các bạn. Thì cái này lái quá khứ để mình xác định lại cái thời điểm của hiện tại bây giờ. Tất nhiên nó không hoàn toàn đúng các bạn ạ. Nó có thể kéo dài thêm một năm hoặc có thể nó đến nhanh hơn một năm là chuyện bình thường các bạn. Việc đó nó hoàn toàn phụ thuộc vào nền kinh tế của Việt Nam. Như năm nay nó có một cái đặc biệt đó là do dịch Covid, ví dụ như vậy, có khả năng á, nó kéo dài hơn một năm nữa. Nhưng mà nôm na thì cái giai đoạn mà trầm lắng á, nó đã trải qua được 2 năm rồi các bạn. Đó là năm 2019 và năm 2020. Bất động sản khủng hoảng thời điểm 2011-2013 là do thiếu tài chính, trong khi cung bất động sản lại dư thừa nhiều. Nhưng sản phẩm nhà ở ngay thì lại thiếu, nhu cầu mua ở và đầu tư là có, nhưng cả trong dân và trong các tổ chức tín dụng đều thiếu tiền, lãi suất vay quá cao. Ông Hà cho rằng đây chính là điểm yếu rất lớn, khi đó khiến toàn ngành bất động sản vỡ bong bóng. Thì ý này giống như cái hồi nãy mình phân tích được các bạn. Ngay sau đó cuối năm 2013, đầu năm 2014, chính phủ đã bơm hơn 30.000 tỷ cho vay mua nhà thu nhập thấp để phục hồi và dẫn dắt lại thị trường bất động sản. Các tổ chức tín dụng bắt đầu cho vay mua nhà để ở. Tín hiệu tài chính tích cực này đã giúp thị trường từng bước vực dậy và có sự phát triển bùng nổ từ đó đến năm 2019. Đây là giai đoạn thăng hoa rực rỡ của bất động sản. Tương tự với chu kỳ tăng trưởng đó, năm 2021 sẽ là đáy của chu kỳ tăng trưởng mới sau giai đoạn từ năm 2019 đến nay. Thị trường bất động sản bắt đầu đi vào trầm lắng do những tác động tiêu cực từ vướng mắc pháp lý, đặc biệt là ảnh hưởng của dịch Covid-19. Ông Hà dự báo chu kỳ tăng trưởng bất động sản mới này sẽ kéo dài trong vòng 3 năm, từ năm 2021 đến năm 2023.
Thì chuyên gia người ta dự báo thì việc của họ các bạn, chúng ta cứ ghi nhớ đã rồi xem lại rắn rắn sống cả giờ năm nữa để coi thử cái dự báo của đúng hay là sai, chứ cũng chẳng chắc chắc gì hết các bạn. Mà khác, vị lãnh đạo doanh nghiệp này cũng cho rằng điểm khác biệt lớn của thị trường năm 2021 so với 2014 và hiện nay đó là nguồn tài chính trong dân còn rất lớn, trong khi thị trường lại rất khan hiếm các sản phẩm đầu tư đủ pháp lý và hạ tầng xã hội. Cái này là đúng đó các bạn, dân của mình bây giờ còn tiền rất nhiều các bạn ạ. Các doanh nghiệp rất là khó khăn thì mình đồng ý. Bây giờ các bạn biết là toàn bộ hệ thống của ngành khách sạn du lịch là bị tê liệt hết các bạn. Hàng ngàn cái doanh nghiệp mà làm bên du lịch nói các bạn lại coi như là chết chìm hết, chỉ còn việc travel là còn còn cầm cự lại thôi, còn tất cả những doanh nghiệp đó là nhân viên phần đa người ta nghỉ hết các bạn, tạm thời người ta chuyển sang làm những cái dịch vụ khác, chờ khi nào dịch Covid-19 nó đi qua, khách nó quay trở lại thì lúc đó công việc họ mới mới trở lại, còn bây giờ tạm thời là như vậy các bạn. Nhưng mà một ngành nó ảnh hưởng thôi, còn tất cả các ngành khác nó vẫn tiếp tục tăng trưởng, chứ không phải là toàn bộ cái nền kinh tế mình dừng lại đâu các bạn ạ. Có chuyện nó nằm cho nó các bạn, chúng ta phải đánh giá trên nhiều phương diện chứ chúng ta đừng có tiêu cực quá. Mình được báo mình thấy một số anh em các bạn biết không, không có nắm hết vấn đề, nghe một người bình luận một cái điều gì nó tiêu cực á, là chúng ta có xu hướng là nhảy vào, chúng ta ùa theo, chúng ta phân tích từng từng yếu tố một các bạn. Nguyên nhân là do ba yếu tố cơ bản sau đây. Thứ nhất là giai đoạn hiện nay á, thì thị trường bất động sản đang có hai nguồn vốn lớn cộng hưởng đổ vào thị trường là đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài. Việt Nam đang trở thành điểm đến mới có hấp dẫn, đặc biệt đối với nhà đầu tư thế giới. Làn sóng dịch chuyển các công xưởng từ Trung Quốc đang khiến Việt Nam trở thành tâm điểm đến của dòng đầu tư nước ngoài. Cái này thì đã quá rõ ràng rồi các bạn. Đợt vừa rồi là những công ty của nước ngoài, đặc biệt là công ty của Nhật và Đài Loan, người ta đã đầu tư vào Việt Nam cũng khá là nhiều rồi các bạn. Thứ hai là nhà đầu tư bất động sản trong nước đã có thời gian dài tích lũy tài chính và kinh nghiệm liên tục trong 6 năm thị trường phát triển mạnh mẽ. Trong khi đó, lãi suất tiền gửi ngân hàng hiện đang rất thấp, tăng trưởng kinh tế khoảng 3% nhưng lãi suất gửi trung hạn chỉ có khoảng 2,5%. Như vậy, rõ ràng nhà đầu tư để tiền trong ngân hàng đang mất giá. Ở thời điểm hiện tại, sức dân đã có, nguồn tiền trong dân rất dồi dào, dẫn đến nhu cầu đầu tư cao. Cái này các bạn thấy có đúng không? Hoàn toàn đúng các bạn. Dân đầu tư mà nói các bạn là có những người mắc kẹt nhưng có những người vẫn có được tiền, chứ không phải chúng ta nhìn vào những người mà đã chết lâm sàng là các bạn, người nó cũng nhiều lắm nhưng mà người được tiền rất nhiều các bạn. Hiện bây giờ các bạn có tin là hiện bây giờ dân mình có là cả mấy ngàn tỷ trong trong tài khoản của họ, một số tiền rất lớn các bạn, đó là chưa nói tiền này tiền nọ, mình chưa nói các bạn tiền đó thường thường đó là đầu tư vào đâu các bạn nghĩ đi, cũng đầu tư vào bất động sản chứ đầu tư ở đâu. Và năm nay mình chia sẻ với các bạn một thông tin nữa là tiền nước ngoài á, năm nay dù bị dịch Covid mà gửi về là nó gần như là không không hụt bao nhiêu hết các bạn, kiều hối đó các bạn này, kiều hối về Việt Nam là đầu tư vào đâu các bạn, phần đa là cũng đầu tư vào bất động sản các bạn đó, những nguồn đó những nguồn rất lớn các bạn. Thứ ba, sau dịch Covid-19 vừa qua, khi các nhà đầu tư có thời gian nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống, họ mới nhận ra rằng không thể ngồi chơi mãi được mà phải làm gì đó để tận hưởng cơ hội đầu tư trên thị trường. Sẽ đầu tư chắc thắng. Trong bối cảnh thị trường bất động sản hiện nay, ông chủ tịch Landara Group cho rằng năm 2021 chính là đáy của chu kỳ tăng trưởng bất động sản mới. Rất nhiều vùng ven Hà Nội như Mê Linh, Hoài Đức, hiện giá bất động sản đang lên nhưng thực chất là hồi về giá cách đây 10 năm, thời điểm đỉnh cao và sau đó sụp đổ. Các bạn sống ở Hà Nội thì quá rõ những cái vùng này rồi. Cách đây 10 năm những cái vùng này có những cái đợt sốt lên giá rất là cao các bạn. Nhưng 10 năm sau là cái giá bây giờ mới bàn. Các bạn biết có những thời điểm là đốt tiền như cái gì các bạn. Khi các nhà đầu cơ người ta đã tham gia vào thị trường, người ta đẩy lên một giá và nó là
kinh khủng các bạn, không thể tưởng tượng được. 10 năm sau mà thị trường vẫn không 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 thể hồi phục được, các bạn thấy thật là kinh khủng. Bởi có những người đi qua được thị trường mới thấu hiểu được các bạn. Thị trường đang thiết lập mà giá đáy, đây là khởi đầu của chu kỳ tăng trưởng mới. Đầu tư bất động sản giai đoạn này mua là thắng. Cơ hội đầu tư bất động sản sẽ rất lớn khi thị trường đang đi lên, nhưng những ai chấp được thời cơ ở 6 tháng vừa qua sẽ thắng đậm hơn do bắt đáy được của thị trường. Tuy nhiên, ông Hà cũng cho rằng nhà đầu tư lựa chọn những dự án chuẩn pháp lý của những nhà đầu tư uy tín, quy hoạch hạ tầng bài bản đồng bộ nhằm tránh rủi ro. Những cái lời khuyên của ông Hà thấy mình là hoàn toàn đúng các bạn. Tất cả những cái gì, những cái lời người ta nói ra là mang chất vĩ mô như nãy mình nói đó. Còn vấn đề chúng ta đi mua như thế nào đó là việc của chúng ta các bạn. Các bạn đi mua những cái sản phẩm mà nó rủi ro thì các bạn chết vẫn như thường. Chủ đầu tư mà không có uy tín là các bạn nên tránh xa ra. Khi thị trường lên là mình nói các bạn là cái gì cũng lên. Những cái sản phẩm mà nó tào lao xí đấu nó vẫn lên. Cũng giống như cổ phiếu rác nó vẫn lên các bạn. Thì thị trường bất động sản các bạn cũng tưởng tượng như vậy. Khi mà thị trường nó nóng lên rồi thì ai cũng tranh giành mua bán. Chủ đầu tư trời ơi bán vẫn được. Đất rủi ro về pháp lý bán cũng được. Cái gì bán được trơn. Mà sau khi thị trường nó đi xuống rồi á, là những người mà đầu tư biết cách đầu tư á, đầu tư những cái bất động sản nó đúng vị trí, nó không lại bị lỗi về phong thủy, rồi nó gặp những ông chủ có tiềm lực uy tín á, thì họ tiếp tục người ta cầm cự được, vẫn có sự thanh khoản. Còn mua trúng những ông chủ mà trời ở đất khởi nó, các bạn là coi như là khi thị trường nó rớt xuống là thái ngay lập tức liền các bạn, mất thanh khoản liền. Hiện bây giờ có những cái bất động sản ký hợp đồng nói các bạn là coi như là chờ lòng mà thương xót của anh chủ đầu tư thôi, chứ có làm gì được ảnh đâu. Tại vì mình ký hợp đồng góp vốn mà, lời ăn lỗ chịu, bây giờ ổng bị rủi ro về pháp lý thì chúng ta không kiện đâu được đó. Có ngạc nào chỗ đó các bạn. Bữa qua một cái chu kỳ này các bạn phải thật sự thận trọng. Khi mà thị trường nó nóng sốt lên là các bạn phải cực kỳ tỉnh táo nữa. Phải mua những bất động sản của những chủ đầu tư mà cực kỳ có uy tín, có tiềm lực tài chính mạnh. Ổng mà ổng có đọc tên trên mạng rồi ấy, hoặc bị người dân kiện cáo rồi ấy, thì xin mời các bạn đừng có tham gia. Còn đối với những bạn mà mới đi vào chiến trường, mình khuyên đi khuyên lại rồi là chọn những bất động sản có sổ. Đất của dân á, hoặc đất của dự án mà đã ra sổ rồi á, thì nay mua. Mua thời điểm mà giá thấp thì sau này các bạn bán vẫn lời như thường. Mà mình để ý mình thấy những người mà thắng lợi á, là phần đa là họ đầu tư một cách chắc chắn như vậy các bạn. Còn những người mà đầu tư gọi là đầu tư rủi ro á, có khi người ta đánh thắng 9-10 trận, nhưng mà chỉ cần 1-2 trận bị kẹt á, là coi như là cũng xóa sổ những thành quả ở phía trước. Các bạn phải luôn luôn nhớ những cái điều như vậy. Nhiều người hiện bây giờ vẫn mắc kẹt ở khắp nơi các bạn. Mua những bất động sản, những cái chủ đầu tư hiện bây giờ không có sổ là coi như là các bạn bán lại cũng được, coi như bị kẹt vốn rồi. Mà các vị lãnh đạo doanh nghiệp này cho rằng sau thời gian dài thị trường bất động sản phát triển, các nhà đầu tư cũng đã thay đổi nhiều về tư duy cách thức đầu tư. Thay vì lướt sóng, đầu tư đất nền chờ tăng giá theo tâm lý đám đông, cách làm bất động sản hiện nay đã thay đổi hoàn toàn. Các nhà đầu tư đang quan tâm đến sản phẩm bất động sản có giá trị sử dụng cao, khả năng kinh doanh và môi trường sống, vị trí trắc địa. Thị trường trong thời gian tới sẽ phát triển mạnh dòng sản phẩm bất động sản gắn liền với môi trường đặc hữu tốt cho sức khỏe và mang tính thương mại dịch vụ cao cùng với dòng bất động sản công nghiệp. Đó là những bất động sản có giá trị, những thứ nằm trên đất, xây dựng trên đất chứ không phải chỉ là mí đất này mua đi bán lại. Thực sự các bạn mua được những bất động sản mà khai thác được dòng tiền, theo mình đó là tối ưu nhất. Đất này thì mình nghĩ rằng các bạn cũng nên hạn chế mua một phần nào thôi. Còn mua được những sản phẩm mà khai thác liền là cực kỳ hiệu quả các bạn. Có nghĩa là chúng ta được dòng tiền. Thứ hai nữa là
được cái giá trị bất động sản nó tăng lên. Còn các bạn mua đất nền thì các bạn chỉ chờ giá nó lên, các bạn chỉ hưởng được cái giá vốn thôi. Những bất động sản mà khai thác được dòng tiền thì giá lúc nào cũng cao. Nói thì nói vậy thôi chứ cũng không phải dễ đâu các bạn. Nói để cho các bạn định hướng ấy là nói như vậy, để chúng ta thấy rằng chúng ta nên chọn cái loại nào. Chứ còn cùng một cái số tiền như vậy mà chúng ta được hai cái thì lúc nào cũng tốt hơn. Ý cái ông này nói như vậy các bạn. Thôi thì những chuyên gia người ta nói như vậy, điều quan trọng nhất là chúng ta chọn lọc. Còn tin hay không thì tùy thuộc vào mỗi người các bạn ạ. Còn chúng ta đánh giá có những người tiêu cực, có những người tích cực, đó là cũng chuyện bình thường thôi. Có những người mà người ta đã đi qua chiến trường rồi thì người ta nghiệm, người ta đánh giá người khác. Còn những bạn mà chưa đi qua chiến trường, nhìn nền kinh tế theo một cặp mắt khác thì họ đánh giá người khác. Hoặc là có những người người ta tầm người ta cao hơn, người ta đứng trên cao, người ta nhìn rộng hơn. Ví dụ mình nói năm 2021 nhưng mà có thể nó kéo dài đến năm 2022-2023. Thì chuyện đó cũng chuyện bình thường các bạn, không sao cả. Đây là một cái đánh giá của một chuyên gia để mình chia sẻ. Thế mà chuyên gia này cũng có một cái nhận định chung là như vậy các bạn. Ông ta cho rằng là năm 2021 là thời cơ tốt để đầu tư bất động sản. Đây là ông Sử Ngọc Khương, giám đốc cao cấp Savi Việt Nam. Rồi các bạn tìm cái tờ báo này các bạn đọc thay mẹ. Bây giờ mình chia sẻ thay các bạn những cái ý người ta nói như vậy thì có cơ sở hay là không. Có chuyện chúng ta bàn là như vậy. Tính theo đánh giá cá nhân của mình thì mọi thứ đều có cơ sở các bạn. Trước đây mình đã có những cái bài mình phân tích rồi. Mình nghĩ rằng năm 2021 sẽ là một cái năm cuối cùng để cho các bạn mua vào bất động sản. Theo mình là như vậy. Còn bắt đầu từ năm 2022 là giá bắt đầu nó có sự điều chỉnh. Điều chỉnh theo hướng tăng chứ không có giảm đâu các bạn. Vì sao thì mình đã có một cái bài phân tích rồi. Bây giờ là bài này mình cũng phân tích thêm thôi. Vậy những cái yếu tố nào mà chúng ta dám khẳng định một điều rằng năm 2021 là năm đầu tư tốt dành cho thị trường bất động sản. Như bạn biết, cho dù dịch Covid nó gây ra những hậu quả lớn, nhưng mà đến ngày hôm nay cơ bản mà nói dịch vẫn nằm trong tầm kiểm soát của đất nước Việt Nam chúng ta. Ngày hôm nay chỉ có thêm mười mấy ca thôi các bạn. Những cái điểm dịch mà máu chốt nhất ở Hải Dương và Quảng Ninh là đã được khống chế rồi. Còn các tỉnh thành khác là nhỏ nhỏ cỡ vài ca thì cũng đã được khống chế. Đà Nẵng ngày hôm nay đã thành lập 14 cái chốt. Những cái chốt này không phải là ngăn sông cấm chợ đâu các bạn. Những cái chốt này là kiểm tra. Ví dụ như những người nào đến từ vùng dịch hay là những cái thông tin gì mà có dịch là chúng ta phải những cái chốt này phải kiểm tra. Lần này chúng ta làm quyết liệt. Nhưng mà có một cái rất là hay, đó là không ngăn sông cấm chợ giống như những đợt trước các bạn. Như vậy là hàng hóa vẫn lưu thông bình thường, con người đi từ tỉnh này đến tỉnh kia vẫn thực hiện như thường. Lần này rất khác các bạn. Có nghĩa là cái sự linh hoạt của chính phủ, cái cách mà chúng ta ứng phó với dịch Covid ngày hôm nay có rất nhiều có điều rất là hay. Thì quý 1 là Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã yêu cầu là mua 30 triệu liều vaccine. Có vaccine là chúng ta đã bớt đi rất là nhiều nỗi lo lắng. Thì đó là một cái thông tin để các bạn có cơ sở. Chúng ta mà đã có vaccine thì rõ ràng dịch sẽ được khống chế nhanh hơn. Và Việt Nam hiện bây giờ đang tăng tốc sản xuất vaccine các bạn. Hiện bây giờ là chúng ta đã thử nghiệm được rồi. Nhưng bây giờ sẽ chờ một thời gian thử nghiệm để cho nó chắc chắn là vaccine là người Việt Nam mình sản xuất. Điều này rất đặc biệt các bạn. Nếu Việt Nam mình sản xuất được vaccine là chúng ta không có lo nữa các bạn. Đó là thông tin về vaccine các bạn. Còn cái dòng vốn FDI mình nói các bạn là một trong những cái dòng vốn rất là mạnh đầu tư vào Việt Nam. Năm 2020 là chúng ta đạt là 28,53. Tuy rằng số vốn đăng ký chúng ta giảm 25%, nhưng mà cái quan trọng nhất là số vốn thực hiện các bạn. Đây, năm 2018 là chúng ta thực hiện được 19/35, 2019 là chúng ta thực hiện được 20/38. Năm 2020, mặc dù dịch Covid, các bạn nhớ là chúng ta có những cái giai đoạn mà bị cách ly xã hội á, dừng tất cả những hoạt động
nhưng mà chúng ta cũng đã thực hiện được 20 tỷ trên 28,53 số vốn đăng ký. Có nghĩa là cái sự giải ngân của vốn FDI như vậy là rất lớn các bạn. Cái dòng vốn FDI nào nó tạo công ăn việc làm, tạo cho đóng góp ngân sách rất là lớn các bạn. Năm vừa rồi mà chúng ta mà đạt được cái GDP mà tăng được 2,91% là từ cái FDI này đóng góp vào rất là lớn các bạn. Còn tất cả ngành khác ta bị ảnh hưởng rất lớn. Như vậy là chúng ta có cơ sở, chúng ta có niềm tin các bạn. Dự kiến là năm 2021 sẽ là một năm bùng nổ FDI. Vì sao bùng nổ thì có những bài mình phân tích đó. Những cái chuỗi cung ứng ở Trung Quốc sẽ chuyển dịch dần qua các nước Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Mình dẫn chứng cho các bạn là đây các bạn này, vốn FDI vào Việt Nam năm 2021 sẽ tăng rất là mạnh. Hàng loạt dự án FDI lớn được trao giấy phép chứng nhận đầu tư. Các chuyên gia nhận định năm 2021 dòng vốn FDI vào Việt Nam sẽ tăng mạnh. Đợt vừa rồi tỉnh Bắc Giang đã cấp giấy phép đầu tư xây dựng cho công ty Foxconn đây, một cái công ty gia công những cái sản phẩm cho hãng Apple. Hiện bây giờ mình nói các bạn á, Đài Loan á là một trong những cái đất nước mà gia công những cái sản phẩm, những sản phẩm mà vi tính đó, điện thoại các bạn đã xài á, là từ những công ty này các bạn. Trung Quốc chẳng qua là ráp thôi các bạn ạ. Còn những cái sản phẩm mà gia công á, là của Đài Loan, mà phần mềm là của Mỹ. Các bạn nhớ một cái như vậy, phần mềm là cái bộ não là anh Mỹ à. Ví dụ như Apple là của Mỹ, Android á, là của Mỹ, các bạn nhớ không? Còn Samsung là của Hàn Quốc, mà anh Hàn Quốc này á, là anh sử dụng con chip và là anh cũng lái từ cái của hãng này các bạn này. Hãng này nó chuyên gia công những chip mà nói các bạn, những chip là vi mạch và nó là cực kỳ tinh vi. Ngay thằng Trung Quốc mà nói các bạn là cái ông gì hay quay đợt rồi cấm vận ổng, mà ổng cũng ổng đầu tư nhưng mà người ta đánh giá là còn lao và rất lao mới đạt được những cái trình độ của mỗi công ty như thế này, không hề đơn giản đâu các bạn. Người ta đổ cả 100 tỷ, người ta đầu tư cả mấy chục năm như rồi mới lên một cái tầm như vậy, không phải một sớm một chiều đâu các bạn. Nói các bạn là sản xuất chip là hiện bây giờ là tất cả các cái hãng điện thoại của thế giới là đang được phụ thuộc vào các công ty này các bạn này. Mỹ sản xuất được hay không là nó nằm ở công ty này các bạn. Và có một cái tin rất là vui các bạn này. Bất chấp là những khó khăn dịch Covid-19 này, năm 2020 này là đầu tư công là chính phủ tăng rất mạnh. Nó các bạn thấy không? Mặc dù mà năm 2020 là chúng ta gặp rất là nhiều thứ mà vốn giải ngân chúng ta đạt là khoảng 90%. Là các bạn thấy con số là lớn nhất trong tất cả các năm trở lại đây các bạn. Mà năm nay những gói vốn đầu tư công của chúng ta cũng đang rất là mạnh mẽ các bạn ạ. Đây các bạn này, siết chặt nhưng mà ưu tiên đầu tư cho phát triển. Có nghĩa là những cái gì mà chi linh tan tinh là cắt hết, tập trung nguồn vốn cho phát triển. Đó là cái dự toán chi ngân sách năm 2021. Các bạn đọc những thông tin này có những ý rất là hay mà các bạn phải lưu ý. Tất cả dành nguồn vốn cho đầu tư phát triển các bạn. Và Bộ Kế hoạch Đầu tư là sẽ sắp tới sẽ tư vấn cho Thủ tướng Chính phủ này, cân nhắc nhiều yếu tố để hỗ trợ kinh tế lần hai này, các gói hỗ trợ. Những thông tin này rất là quan trọng các bạn. Và trong tất cả các bộ mà tiêu tiền của chính phủ, nhiều nhất là bộ nào các bạn nhé, đó là Bộ Giao thông Vận tải. Năm 2021 là được giao 43.000 tỷ vốn ngân sách. Để mình nói, mình đọc sơ lên cho các bạn thấy này. Năm 2020 này, Bộ Giao thông Vận tải đã được giao giải ngân là hơn 39.000, gần 40.000 tỷ đồng này. Trong đó 36.000 tỷ đồng của năm 2020 và 3.700 tỷ đồng vốn kế hoạch kéo dài, có nghĩa là vốn của những năm trước chuyển qua đó. Và năm nay được giao một cái số tiền rất là lớn như vậy. Số tiền này đầu tư ở đâu các bạn biết không? Đầu tư chủ yếu là vào đường, những con đường có tóc của mình lên, hiện bây giờ là chủ yếu là lái từ nguồn này các bạn. Bất động sản hưởng lợi là từ cái gì các bạn? Đó là sự phát triển hạ tầng.
những năm tới mình nói các bạn à, những cái vùng như miền Nam của mình á, miền Nam là một cái vựa lúa của đất nước, một cái nơi đó là làm ra tiền rất lao rồi, nhưng mà vì cái tình trạng do cái đặc thù là những vùng sông nước không có tiền để đầu tư những con cào, cho nên là có việc mà lưu thông hàng hóa nó bị cản trở rất là nhiều. Những năm gần đây á, là chính phủ đang sử dụng cái nguồn vốn đầu tư công để đầu tư những con đường cao tốc, những con cào bắc ngang tất cả những cái vùng miền ở miền Tây phải được phủ kín hết. Mình nói các bạn tầm tầm cỡ 1-2 năm nữa, những con đường cao tốc, những cái cào mà ở miền Nam hoàn thành, mình nói các bạn là toàn bộ các khu vực miền Nam nó phát triển là một cái tầm cao rất mới các bạn. Như vậy là có phải là bất động sản nó phát triển không? Ở phía Bắc cũng rất các bạn. Phía Bắc mà những cái một số tỉnh lâu nay là bị cũng tình trạng là giao thông nó không được tốt, hàng hóa nó không lưu thông được. Cho nên đợt vừa đầu là những cái đường cao tốc ở phía Bắc là đầu tư rất là mạnh các bạn. Chỉ có miền Trung mình là nó hơi thiệt thòi một tí. Miền Trung ví dụ như là có đường cao tốc Sơn La Tuyên Quang cho nó, mà cũng được cái đoạn ở Đà Nẵng thôi, chứ còn cái đoạn Huế nó hiện bây giờ vẫn đang tiếp tục thi công. Cũng khá là chậm các bạn. Đường tới đâu là tiền tới đó các bạn. Các bạn nhớ một điều là như vậy các bạn. Đó là những cái gì mà chắc vĩ mô tổng thể. Còn đi vào chi tiết mua bất động sản nào, phân khúc nào, đó là việc của chúng ta các bạn. Theo mình thì các bạn nên tập trung đầu tư vào những sản phẩm tạo ra dòng tiền là tốt nhất, có nhu cầu ở thực. Còn những sản phẩm như là du lịch condotel thì mình nghĩ là các bạn nên chưa có đầu tư bây giờ. Tại vì những cái dòng sản phẩm nó phụ thuộc vào cái ngành du lịch, nó quay trở lại. Ngành du lịch chúng ta tất nhiên là còn chờ một thời gian nữa các bạn. Hiện bây giờ chưa được đâu. Ít nhất là phải năm 2022 kia thì mọi thứ mới dần dần trở lại. Chứ còn bây giờ mà các bạn nếm tiền vào đó, mình nghĩ rằng nó sẽ cho cũng khá là lâu. Thay vì như vậy thì các bạn đầu tư những phân khúc khác, nó tiềm năng nó tăng trưởng tốt hơn. Trong cái thời kỳ mà nó khó khăn, những tác động của Covid còn lớn, là chúng ta nên đầu tư những sản phẩm nào mà ít tác động bởi dịch Covid nhất. Còn những sản phẩm nào mà bị tác động bởi dịch Covid một cách mạnh mẽ thì chúng ta nên xem xét lại. Rồi, ngày nay mình có một cái bài nhỏ chia sẻ như vậy thôi. Bye bye, chào các bạn ạ. Các bạn nhớ đăng ký kênh chúng mình nha. Bye bye, chào các bạn.